À, đến giờ cho căn ti rồi. Mình lấy sữa trong tủ ra nào. Cho Tay bông lại. Xong rồi làm nào nhỉ? Đun sôi 100 độ à? Các bạn tuyệt đối không nên làm như vậy nhé. Khi mà các bạn đun sôi lên thì các bạn làm thế nào nhỉ? Nếu mà các bạn đun sôi lên thì các bạn sẽ để nó sôi đến 100 độ à? Nhưng mà sôi 100 độ thì sữa chắc chắn nó chín rồi, nó bị biến chất mất rồi. Còn nếu không thì các bạn có cách nào để kiểm soát nhiệt độ khi các bạn hâm nóng sữa bằng cách đun trên bếp như này không? Mình chắc chắn các bạn là không có cách nào khác, chẳng nhẽ lại mang nhiệt độ ra cắm ở đây, nhiệt kế cắm đây cũng không thể đảm bảo được. Như vậy thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng một cái máy hâm sữa, chứ không nên sử dụng một cái nồi để đun trên bếp để hâm sữa như thế này. Thực sự nó rất là hại, không tốt cho em bé của bạn một chút nào. Các bạn không thể kiểm soát được nhiệt độ và nó không đạt được hiệu quả cao, thậm chí là bị phản tác dụng, đảo ngược tác dụng của việc hâm sữa. Sữa để cho em bé uống, em bé ti được tốt nhất thì nó rơi vào nhiệt độ tầm khoảng 40 độ C. Khi các bạn lấy trong ngăn đá trong tủ lạnh ra, các bạn phải hâm nóng ở cái nhiệt độ tầm khoảng 40 độ C thì là sẽ đạt được cái ngưỡng tốt nhất cho em bé. Sữa sẽ không bị lạnh, vừa đủ để làm ấm mà không bị biến chất, không bị mất chất. Do vậy mình khuyên các bạn nên sử dụng một chiếc máy hâm sữa như này. Ví dụ ở đây mình có một chiếc máy hâm sữa là của Fast Baby. Thì mình chắc chắn rằng các bạn cũng sẽ không lạ gì so với những chiếc máy hâm sữa như thế này, hoặc là những chiếc máy tương đương. Chiếc máy hâm sữa này thì sử dụng nó là khá là đơn giản, nhưng mà mình chắc chắn rằng nhiều bạn cũng đã và đang sử dụng những cái máy hâm sữa dạng như thế này. Nhưng mà để sử dụng đúng cách thì chắc chắn mình nghĩ rằng là không phải là bạn nào cũng sẽ biết sử dụng nó đúng cách. Nhưng mà trước khi đi vào cách sử dụng thì mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn về chiếc máy hâm sữa của Fast Baby này. Thì cũng như những máy hâm sữa khác thì máy hâm sữa này nó sử dụng là việc đun nóng nước. Đun nóng nước lên tạo hơi nước để làm ấm sữa. Và chiếc máy hâm sữa của Fast Baby này là chiếc máy hâm sữa hai bình đôi. Đây, hai bình đôi. Các bạn nhìn thấy trong nó hai bình đôi, các bạn có thể đặt được hai bình sữa và hâm một lúc. Đấy, các bạn có thể đặt được hai bình sữa và hâm được một lúc. Một chiếc nắp tay cầm bằng nhựa, tất cả đều bằng nhựa. Thì ở đây là sẽ có 3 chế độ. Ở đây là sẽ có 3 chế độ, các bạn nhìn kỹ này. Một mức là off. Off đây là tắt này. Mức hâm sữa ở nhiệt độ là 40 độ theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất và các chuyên gia nghiên cứu về sữa và dinh dưỡng cho trẻ em. Mức thứ ba là hâm nóng các loại thức ăn. Và mức cuối cùng là 100 độ C thì là để tiệt trùng. Thế thì mình nghĩ là cái mức hâm nóng thức ăn hay là tiệt trùng này các bạn sẽ ít sử dụng hơn là cái hâm sữa. Hâm sữa được sử dụng thường xuyên hơn. Các bạn sử dụng, các bạn chỉ việc xoay cái núm này đến các chế độ mà bạn cần. Ví dụ như mình xoay như này đến 40 độ là hâm sữa này, xoay này 70 độ là hâm nóng thức ăn này, hay là xoay kịch là 100 độ là để tiệt trùng đó. Thông thường mình nghĩ các bạn sẽ sử dụng nhiều hơn hàng ngày hơn là cái phần hâm sữa như thế này. Còn cái núm như này, mình nghĩ cũng rất nhiều bạn sử dụng máy sẽ thắc mắc núm này là núm gì. Mình cũng rất ít sử dụng và hầu như là không sử dụng, tại vì là mình ít khi dùng nó. Thế thì cái nút này sử dụng trong trường hợp là nếu mà bạn xoay ra núm tiệt trùng này này, nước sẽ đun nóng lên 100 độ C như nước sôi. Như vậy thì khi mà nước đã đạt nước sôi 100 độ thì cái núm này nó sẽ được kích hoạt. Khi các bạn quay trở về cái chế độ hâm sữa ấy, thì các bạn sẽ không thể chưa thể các bạn chưa thể sử dụng được ngay, mà phải chờ nước trong cái bình chứa nó nguội xuống đến nhiệt độ hâm sữa là tầm khoảng dưới 40 độ C thì các bạn mới có thể sử dụng tiếp bằng cách nhấn nhấn nút này để reset cái máy hâm sữa. Thì khi đó máy mới có thể tiếp tục hoạt động và để trở về chế độ hâm sữa. Đó là lúc này để đảm bảo an toàn thôi, hoạt động đúng chức năng của máy để không bị sai chức năng thôi. Thì mình nghĩ ít khi sử dụng đến cái nút này. Cách sử dụng thì mình nghĩ cũng đơn giản như sau. Theo nhà sản xuất khuyến cáo ấy, thì các bạn đổ nước vào trong bình chứa này là với hâm sữa là tầm khoảng 250 ml nước.
Rồi sau đó các bạn thả cái giá đặt này vào, rồi đặt bình sữa vào trong. Rồi đặt bình sữa vào trong như thế này. Đó. Đó là theo cách hướng dẫn của nhà sản xuất. Nhưng mà theo kinh nghiệm mà để các bạn sử dụng đúng cách ấy, thì không phải là các lúc nào các bạn cũng cho 250 ml nước đâu. Mà theo tùy theo cái lượng sữa mà các bạn hâm là bao nhiêu. Nếu mà sữa ít thì các bạn có thể cho ít nước, và sữa nhiều các bạn có thể cho nhiều nước lên. Miễn để làm sao là cái mức nước mình đổ vào ấy thì nó thường thường là sẽ cao hơn cái mực sữa ở trong bình, để đảm bảo là có thể làm ấm được sữa bằng cái sức ấm của nước xung quanh. Chứ các bạn không nên là cho nước ít hơn sữa. Nếu ít hơn sữa thì hiệu quả làm nóng sẽ thấp, mà nước nhiều quá thì cái thời gian nó lại lâu. Thế thì theo kinh nghiệm mà sử dụng để tốt nhất thì các bạn làm sao cho lượng nước sẽ vừa cao hơn cái mực sữa ở trong bình một chút là đảm bảo ok. Đó. Thế thì đong nước thì các bạn kèm theo cái máy hâm sữa thì bao giờ cũng sẽ có một cái thiết bị, có một cái dụng cụ để đong sữa. Thì các bạn thể căn theo cái vạch chia ở đây để biết là mình đong được bao nhiêu ml, và lần sau thì mình cứ có thể theo cái định lượng mình đã căn theo lượng sữa mình hâm ấy, thì mình có thể đổ luôn theo cái định lượng mà không cần phải nhìn cái mực sữa nữa. Đấy là theo những cái thói quen, những cái định mức hàng ngày mà các bạn vẫn sử dụng. Rồi các bạn đặt sữa vào trong bình, sau khi đã đổ nước cao hơn mực sữa, các bạn đọc có thể đóng nắp lại và cắm dây điện. Các bạn cắm điện vào. Đó. Các bạn cắm điện vào đèn sẽ đỏ lên, và khi nào đủ nhiệt độ 40 độ thì cái đèn này nó sẽ ngắt. Cái đèn này nó sẽ ngắt đi và nó sẽ tiếp tục ủ. Nó sẽ tiếp tục ủ để làm sao làm đủ ấm sữa. Thế thì theo các nhà sản xuất cài đặt ấy, thì cái thời gian hâm sữa nó rơi vào tầm khoảng từ 10 cho đến từ 6 đến 10 phút. Đấy, các bạn nhìn thấy khi mà nó đốt nóng nước lên đủ nhiệt độ nó đã ngắt cái đèn này. Các bạn nhìn vào đây các bạn cứ yên tâm sử dụng, chứ không phải là chiếc máy này bị làm sao mà nó bị mất nguồn, mà là khi đạt được nhiệt độ thì nó sẽ ngắt, nó không không tiếp tục đốt nóng lên nữa, để đảm bảo đủ nhiệt độ 40 độ thôi. Nhưng mà đốt lâu quá cao hơn lên thì sẽ bị lỗi. Thì là thiết bị hâm bị lỗi. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm thực tế mình sử dụng thì mọi người hay thường hâm sữa ở thời gian từ 10 cho đến 15 phút. Nhưng mình thì mình hay hâm sữa từ tầm khoảng 12 phút. Còn hâm theo nhà sản xuất khuyến cáo từ 6 đến 10 phút thì thực ra nó cũng được, nhưng mà mình cảm giác là nó chưa đủ, chưa đạt đến cái nhiệt độ lý tưởng. Như vậy là mình hâm thêm 1 đến 2 phút nữa, mình chọn thời gian là tầm khoảng 12 phút mình hâm nóng. Đó. Thì các bạn có thể căn đồng hồ từ khi các bạn cắm nguồn cho đến khi các bạn lấy sữa ra khỏi bình để sử dụng thì nó rơi vào tầm khoảng 12 cho đến 15 phút. Đó. Cách sử dụng rất đơn giản như vậy, các bạn lấy sữa ra khỏi bình và có thể sử dụng cho máy sử dụng ngay. Cho máy sử dụng ngay. Đó. Thì việc sử dụng những chiếc máy hâm sữa như thế này nó rất tiện dụng. Khi mà các bạn cần phải hâm nóng sữa nhiều lần trong ngày thì các bạn cầm máy rất nhanh, rất tiện dụng. Chứ không, nếu các bạn sử dụng đun đun bằng bếp cho lên bếp ấy, thì các bạn thấy nó rất là rườm rà, rất là tốn thời gian công sức. Và đặc biệt là các bạn tuyệt đối không nên sử dụng lò vi sóng. Nếu các bạn sử dụng lò vi sóng thì rất độc hại luôn. Lò vi sóng nó làm nóng theo một cái phương pháp khác, chứ không phải làm nóng theo dạng làm nóng dần dần từ 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 ngoài vào trong, cho nên là nó rất rất là không tốt nếu các bạn sử dụng lò vi sóng, nên là tuyệt đối không sử dụng lò vi sóng nhé. Các bạn cũng lưu ý một chút nhé, tại vì như mình vừa nói với các bạn ấy, tức là hàng ngày mình vẫn hay thường hay sử dụng cái chế độ hâm sữa 40 độ, nên là mình đang để sẵn cái mức hâm sữa và mình cắm điện thôi. Nhưng mà nếu các bạn thường xuyên sử dụng nhiều chế độ thì tốt nhất là các bạn xoay về chế độ off trước, sau đó các bạn cắm điện, sau đó các bạn cắm điện sau đó các bạn xoay đến chế độ hâm sữa. Đấy, các bạn xoay chế độ hâm sữa để mà nó bắt đầu nó nốt, thì như vậy là đúng cái quy trình. Hoặc là nếu các bạn có thể tiệt trùng, các bạn xoay lên chế độ tiệt trùng. Sẽ đun sôi đến 100 độ sôi luôn. Sôi như các bạn đun trên bếp vậy. Nếu các bạn muốn sử dụng chế độ tiệt trùng ấy, thì
Theo như menu, theo như cái hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất rất đơn giản đấy, các bạn cho 40 ml nước vào trong bình hâm sữa, các bạn cắm điện xoay lên chế độ 100 độ C, nó sẽ đun sôi đun nóng nước và tiệt trùng ở nhiệt độ 100 độ C. Nhưng mà vì sao mình ít sử dụng cái chế độ này? Tại vì mình đã có một chiếc máy khử trùng riêng cũng của Fast Baby, thì mình đã giới thiệu các bạn ở một cái video khác rồi, cho nên là máy này mình chỉ sử dụng chuyên biệt cho việc hâm sữa thôi, nên là mình thường xuyên mình để ở chế độ 40 độ C và mình sử dụng không thay đổi. Đó, nếu các bạn chỉ có một chiếc máy như này thì các bạn có thể sử dụng nhiều chế độ hâm sữa, tiệt trùng hoặc là hâm nóng các đồ ăn khác. Đó. Còn như mình thì mình sử dụng chiếc này cho việc hâm sữa thôi. Rồi, xin chào các bạn nhé.